vâng à, xin chào tất cả anh chị và các bạn chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video khóa học xây dựng thương hiệu à, trên nền tảng internet trong thời kỳ 4.0 à, giúp các anh chị và các bạn có được thêm nhiều những cái lợi ích cũng như là những cái khả năng có thể tiếp cận được với khách hàng tiếp cận được với các nhà đầu tư à, với những cái người mà có cùng cái sở thích đam mê với mình và các anh chị và các bạn biết rồi nếu mà chúng ta mà có thương hiệu cá nhân thì chúng ta sẽ rất là thành công và chúng ta sẽ rất là thuận lợi trong công việc kinh doanh và bán hàng của mình và để không mất thời gian nữa trong video bài học này thì phan anh là tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cách thức xây dựng thương hiệu cá nhân trên website cá nhân thế thì à, như tôi đã nói là trên website thì cái này bước đầu tiên là các anh chị cần phải xây dựng cho mình một cái website cá nhân à, theo tôi thì nên xây dựng website cá nhân xịn một chút chứ đừng dùng web miễn phí À, web miễn phí nó cũng tốt thôi nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ về mặt lâu dài nó không tốt bằng web có phí và các bạn có tên miền của riêng mình à, tùy các bạn lựa chọn nhé à, các bạn có thể sử dụng web miễn phí theo kiểu như là WordPress hay là rất là nhiều các cái nền tảng như Wix hay là Free Web hay là Webly vân vân à, còn nếu không thì các bạn sẽ mua một cái tên miền .com khoảng 350.000 hoặc là Tên miền chấm VN khoảng 750.000 hoặc là 850.000 gì đó. Sau đó thì các bạn có thể xây dựng một cái website à, trả phí hoặc là một cái website có sẵn hoặc website cốt bằng tay. À, các website này các bạn cần phải lưu ý là tối ưu cho seo tối ưu cho mobile. Và đặc biệt là à, chúng ta dễ sử dụng và cái nền tảng của nó cũng à, tương đối là bảo mật tốt. À, ví dụ như các bạn có thể sử dụng các cái dịch vụ có sẵn của WordPress hoặc là các bạn mua những cái theme hoặc là mua hosting của chính uh, WordPress luôn à, hoặc là các bạn có có thể liên hệ với các bạn mà thiết kế web tại thị trường Việt Nam à, để làm một cái web như vậy các bạn có thể tốn chừng khoảng 5 cho đến 10 triệu đồng hoặc nhiều hơn nữa tùy vào cái mức độ yêu cầu của bạn về website thì các bạn cũng liệu cơm gắp mắm nếu mà các bạn mới làm mà chưa có điều kiện để có thể làm tiết kiệm hoặc là tự làm các bạn cũng có thể tự học làm website qua WordPress được các bạn nhé Thế thì à, sau khi mà các bạn có một cái website thì các bạn sẽ cần có một cái tên miền này website này hosting này Đấy, để mình có một cái chỗ ví dụ như các bạn có thể mua cái tên miền là online com giống như tôi hoặc là pa marketing vn giống như tôi các bạn có thể chọn cho mình một cái tên miền như vậy à, các bạn bắt đầu làm là tạo menu cho trang web bao gồm trang chủ các mục các tin bài các cái mục lục mà mình theo đuổi ví dụ như là tôi là một chuyên gia về marketing thì tôi sẽ có là uh, marketing thế này marketing thế kia facebook rồi zalo google website uh, business thế này thế khác tôi sẽ tạo ra các menu phù hợp với cái nhu cầu của mình và các anh chị và các bạn cũng như vậy sau khi thì mình đã thiết kế giao diện và mình tạo menu xong xuôi và mình bắt đầu là cho website vào hoạt động thì chúng ta cũng lưu ý một chút chi phí hàng năm thì nó sẽ tốn một chút cái phí duy trì tên miền và phí duy trì hosting. À, nó cũng không nhiều lắm, phụ thuộc vào cái mức độ sử dụng của các bạn. À, thí dụ như tôi sử dụng trang pa marketing vn thì tên miền một năm mất khoảng độ 850.000 vì tên miền .vn. Hosting thì mất khoảng tầm 2-3 triệu một năm. À, về cơ bản là như vậy. À, còn các anh chị và các bạn có thể tốn thêm tiền duy trì website. À, tiền đăng bài rồi thì tiền nhân viên quản trị vân vân à, còn nếu mà anh chị vào tự làm thì nó sẽ không mất cái chi phí đó thế sau khi có website rồi website tối ưu cho sale tối ưu cho mobile à, bảo mật tốt truy cập tốt là công nghệ các thứ là ok thì chúng ta bắt đầu viết bài và chúng ta viết bài thì chúng ta phải dựa trên nguyên tắc là chúng ta sẽ cần phải viết cho người đọc của chúng ta đọc và chúng ta cũng cần phải lưu ý đó là chúng ta phải tối ưu về mặt sale SEO tức là S E O hay là SEO bằng tiếng Anh. SEO là viết tắt của chữ Search Engine Optimization, tức là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để làm sao mà khi người ta tìm một cái chủ đề gì đó nó sẽ ra trang web của chúng ta. Tất nhiên là khi người ta tìm kiếm những cái chủ đề đó là phải ra trang web của chúng ta trong trường hợp là trang web của chúng ta phải viết về những cái chủ đề và bài viết đó, đúng không? Thì đầu tiên các bạn cần phải xác định xem là mình xây dựng thương hiệu là gì. Thí dụ như là chuyên gia về marketing hay là chuyên gia về stylist hay là à, chuyên gia về làm đẹp chuyên gia về spa thì cái chủ đề chúng ta theo đuổi nội dung nó sẽ là xuyên suốt như vậy. À, nếu mà các bạn là một cái chủ spa đúng không ạ, các bạn có thể chia sẻ rất nhiều cái kinh nghiệm các bạn học làm chủ spa như nào, các bạn làm spa có khó khăn ra sao, à, các bạn à, chữa cho một cái khách hàng đấy khó khăn như thế nào, các bạn tại sao các bạn lựa chọn cái thuốc này, tại sao các bạn lựa chọn cái mỹ phẩm này, tại sao bạn lại hợp tác với cái bác sĩ này vân vân rất nhiều những cái chủ đề xoay quanh spa như vậy à, sau đó thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu từ khóa để chúng ta viết xem là từ khóa gì đang hot từ khóa gì người ta tìm nhiều để ra trang web của mình sau đó thì chúng ta cũng phải học cách viết đúng không ạ? À, chúng ta viết thì chúng ta cần lưu ý là ví dụ như là cũng phải có mở bài thân bài kết luận à, rồi thì viết theo cái công thức ida à, công thức ida là gì ida là a i d a đúng không Attention, Interest, uh, Design và Action, đấy là một công thức các bạn cũng có thể viết. Hoặc là các bạn cũng có thể viết theo cái công thức 16 bước bán hàng uh, của thầy Phan Anh dành riêng cho các anh chị và các bạn viết theo đúng cái công thức như vậy, uh, gồm các bước, các bước để chúng ta có thể làm. Hoặc là đôi khi chúng ta cũng viết ngẫu hứng, uh, viết thế nào cũng được, viết hay dở, viết theo công thức, viết theo cảm xúc, uh, đều tùy các bạn. Miễn là các bạn phải nhớ rằng nó có ba cái yếu tố mà một bài viết được đánh giá là chất lượng thứ nhất là unique tức là phải độc đáo thứ hai là phải useful tức là phải hữu ích có giá trị đối với người đọc chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta đang viết bài cho người đọc viết bài cho fan viết bài cho khách hàng của chúng ta chúng ta hiểu chưa ạ đấy và à, tất cả những cái bài viết là từ độc đáo đúng không ạ có giá trị và à, không copy thì chúng ta sẽ có cái khả năng là à, bài viết đấy là sẽ là bài viết chất lượng bài viết mà người ta sẽ có nhu cầu và tìm đến bởi vì Google luôn luôn đánh giá là những bài viết mà natural tức là bài viết tự nhiên nhất và hướng tới người đọc và hấp dẫn người đọc nhất à, người đọc thích nhất share nhiều nhất thì à, những cái bài như vậy rất dễ có thể được index và ranking cao à, và chúng ta cũng cần phải lưu ý đó là à, chúng ta sẽ viết bài à, thường xuyên liên tục các bạn cứ tưởng tượng đi ví dụ một tháng các bạn viết một bài thì trang web của bạn bao giờ lên được Bao giờ các bạn xây dựng được thương hiệu cá nhân, đúng không? À, nhưng mà một ngày các bạn có thể viết 3 bài, viết 5 bài, 10 bài. À, tất nhiên con số là do các bạn quyết định. Càng nhiều thì các bạn càng tốn công sức, à, càng ít thì các bạn càng đỡ tốn công sức, đúng không? Thậm chí các bạn cũng có thể thuê mướn một cái ekip người ta viết cho mình. À, một cái bài viết đấy là phải có độ dài, tôi nghĩ rằng là khoảng tầm 500 từ trở lên thì mới được chấp nhận là một cái bài viết tốt. Tại vì viết ngắn quá thì chúng ta chưa viết được chuyện gì thì đã hết mất rồi đúng không? thì hiện nay thì thông thường ví dụ như tôi thì tôi thường viết một bài nó khoảng ngàn đến ngàn năm trăm từ hoặc thậm chí dài hơn thì tôi sẽ thể hiện được nhiều cái nội dung nhất và những cái bài viết dài có ý nghĩa và chất lượng thì thường có xu hướng là à, sẽ được đọc nhiều và có đánh giá cao thì tôi khuyên các anh chị và các bạn có thể à, tham vấn một công thức đấy là à, khoảng tầm 800 đến 1.000 từ và trong một cái bài viết như vậy chúng ta nên có từ 2 đến 3 bức ảnh à, Photoshop chỉnh sửa để minh họa đấy, Thế thì chúng ta cũng chỉnh sửa Photoshop bằng, bằng phần mềm Photoshop Hoặc là chụp bằng iPhone, chỉnh bằng điện thoại Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng các cái, à, nền tảng web trực tuyến như là Canva.com C-A-N-V-A .com, C -A -N -V -A đấy, Canva à, Canva.com hoặc là rất nhiều các dịch vụ tương tự, dịch vụ Canva có thể cho phép chúng ta ghép ảnh, chỉnh sửa ảnh trực tuyến để chúng ta đưa lên cho nó đẹp à, trang web của chúng ta thì kiểu gì cũng sẽ cần có banner cần có hình ảnh sản phẩm cần có hình ảnh minh họa cho bài viết thế thì chúng ta cũng cần phải lưu ý làm cái việc đấy tối thiểu là chúng ta phải biết cắt cúp à, chúng ta phải biết chèn text chèn logo vào ảnh đúng không à, để chúng ta đưa bài lên thế thì khi đưa bài lên thì chúng ta cũng cần phải đưa bài theo chuẩn seo à, tiêu đề url rồi thì thẻ h một hai 3 ba bốn tất cả những cái điều này thì các bạn có thể học thêm cái bộ khóa học là lên đỉnh cùng SEO làm SEO lên top cùng với giảng viên Nguyễn Phan Anh đây là một cái bộ khóa học mà cũng bán rất là chạy trên các cái nền tảng giáo dục trực tuyến mà tôi đang cộng tác tôi cũng rất là vinh hạnh giới thiệu với các bạn cái bộ khóa học này cực kỳ dài và chất lượng chuyên sâu kỹ thuật tốt để giúp các bạn có thể làm SEO thủ công thế thì các bạn có thể tham khảo thêm cái trang PA Marketing của tôi hoặc là rất nhiều các cái trang web của các bạn khác Thế thì để đánh giá một cái trang web có thể thành công hay không Thì chúng ta sẽ xem một số các cái chỉ số KPI à, Như là số lượng bài viết trên ngày à, Số lượng à, chất lượng cái bài viết đấy Bằng cách là lượng đọc, à, page view, page rank đúng không ạ Rồi thì à, à, time on site, rồi thì bar rate Những cái tỷ lệ như vậy chúng ta có thể học trong sale Để chúng ta biết được rằng là à, Cái bài viết của chúng ta có chất lượng hay không Và nếu như mà chúng ta có 50.000 lượt truy cập một tháng cộng với thời gian đọc khoảng tầm 3 đến 5 phút Đấy, page view khoảng 3 đến 5 page view trên một user à, rồi thì cái tỷ lệ return tức là cái tỷ lệ khách quen quay trở lại nó khoảng tầm 30 đến 50% trở lên thì tôi nghĩ rằng các bạn đã xây dựng được thương hiệu cho mình và trang web của bạn đang rất là tốt à, và tôi nghĩ rằng là trang web thì, thì các bạn cần phải tập trung vào nội dung là chủ yếu bởi vì công thức thành công của một trang web đó là khoảng độ 40 đến 50% là nội dung À, 20 đến 30% là kỹ thuật SEO và 20 đến 30% là kỹ thuật website. Thông thường thì khi mình làm website xong rồi thì nó à, sẽ không phải làm gì đến cái website nữa. Thì chúng ta còn kỹ thuật SEO và chúng ta sẽ học SEO thôi và kỹ thuật viết và bài viết. Bài viết thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta viết như thế nào, đúng không? Thì chúng ta có thể là à, tự viết hoặc là chúng ta cũng có thể là à, dịch các bài viết ở trên các trang web hoặc là cuốn sách ở nước ngoài dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt hoặc là từ các ngôn ngữ khác đây là những bài viết chất lượng hoặc là chúng ta cũng có thể sưu tầm sách báo để chúng ta tổng hợp à, hoặc là các cái à, chúng ta cũng có thể sửa chữa những cái bài viết ở trên website bằng, chung, bằng cách là chúng ta sưu tập lại à, chúng ta mix nó lại với nhau à, và cuối cùng đấy là chúng ta sẽ đăng các cái à, bài viết copy paste tất nhiên là copy paste thì nên trích nguồn để đảm bảo cái tính uy tín của thương hiệu của chúng ta. Và tất cả các bài viết của chúng ta nên tập trung vào các cái chủ đề và các cái tập khách hàng có sẵn chứ chúng ta không nên làm là lan man quá đúng không? Ví dụ như là thầy Phan Anh làm thương hiệu cá nhân là chuyên gia marketing online, online hàng đầu Việt Nam chẳng hạn. Thế nhưng mà thầy lại suốt ngày nói về thời trang, thầy lại suốt ngày nói về du lịch thì nó cũng hơi bị lan man đúng không? Thỉnh thoảng chúng ta có thể nói nhưng mà về cơ bản thì chúng ta sẽ tập trung cái chủ đề Chủ đề mà chúng ta sâu chuỗi những cái chủ đề liên quan đến business marketing sale à, rồi thì bán hàng vân vân khởi nghiệp vân vân à, sau đó trong từng cái danh mục lớn đấy chúng ta sẽ có những cái danh mục bài viết nhỏ như là Facebook như là Google như là Zalo như là sale web như là email như là bán hàng như là tăng tỷ lệ chốt đơn vân vân à, tương tự như thế chúng ta cứ làm cái sơ đồ cây để chúng ta có thể à, viết bài viết bài viết bài liên tục và như tôi đã khuyên các anh chị và các bạn là chúng ta cần phải kiên nhẫn kiên nhẫn kiên nhẫn liên tục liên tục liên tục và à, có thể từ mất từ 6 tháng đến một năm chúng ta mới có thể à, có bắt đầu có truy cập và có truy cập tốt chúng ta mới là có hàng trăm ngàn thậm chí đến hàng triệu lượt đọc cho website của mình và lúc đó thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ trở thành người có thương hiệu ở trên mạng à, đấy là tôi gợi ý và tôi tổng hợp lại cho các anh chị và các bạn cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên website à, và à, xin chúc các anh chị và các bạn thành công và nếu các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ví dụ như là mua tên miền như thế nào hay là mua tên miền ở đâu hay là mua hosting như nào hay làm web như thế nào hay là xây dựng bộ nhận diện thương hiệu như nào thì các anh chị có thể liên hệ với giảng viên nguyễn phan anh là tôi để được tư vấn và trợ giúp thậm chí là xây web cho các anh chị luôn thiết kế logo banner cho các anh chị luôn hay là làm video cho các anh chị luôn trên kênh youtube bởi vì sau khi mà làm video trên kênh youtube mình cũng có thể gắn vào website của mình có đúng không ạ? Vâng À, vừa rồi là cái bài học là hướng dẫn à, xây dựng thương hiệu ở trên à, internet bằng cái cách là chúng ta phát triển một cái website cá nhân à, ngoài các website cá nhân thì chúng ta cũng có thể à, trên các cái diễn đàn à, rồi thì những cái trang mà có khách hàng của mình truy cập hiện nay có rất nhiều các forum diễn đàn thì chúng ta cũng có thể lên trên đó để chúng ta à, sinh hoạt thêm vừa để mở rộng à, kiến thức cũng như là để tăng cường cái mối quan hệ giao lưu cũng như là để tạo backlink về cho website của mình. Ok, xin chúc các anh chị và các bạn thành công. Xin cảm ơn.